Ok, các bạn để ý nhá, bây giờ đã xuất hiện Signal đây rồi. Mình sẽ bấm là cho phép này. Các bạn để ý ở đây nguồn đây nhá. Các bạn có thể là thêm những cái nguồn mới vào đây. Đó. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là jailbreak iPhone 6s, iPhone 6s Plus đang chạy cái phiên bản iOS từ 15 cho đến iOS 15.7.2 nhé. Thì các bạn đều áp dụng được cái cách này của mình. Các bạn cũng cần chuẩn bị cho mình một chiếc USB tầm tốt nhất là tầm từ 8GB trở lên nhé, để chúng ta tạo cái USB boot vào cái hệ điều hành Ubuntu để chúng ta có thể là jailbreak con iPhone 6S, 6S Plus của chúng ta nhé. Và đây các bạn chú ý cho mình là đây, mình cho các bạn coi thông tin con iPhone này của mình đây. Con iPhone 6S đó, đang chạy phiên bản, cụ thể con này thì đang chạy phiên bản iOS cao nhất ở thời điểm mình làm video này, đó là 15.7.2 nhé, ở trên con iPhone 6S, 6S Plus này. Đó thì lưu ý thứ hai là các bạn cần phải để ý cho mình nhé, là cái việc jailbreak này nó sẽ chiếm một cái dung lượng tầm từ 5 cho đến 10GB. Chính vì vậy mà những bạn nào mà có iPhone 16GB thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái việc jailbreak này nhé. Và các bạn cần để ý cho mình cái dung lượng khả dụng này, thì tốt nhất là cần phải chống từ 15GB trở lên nhé. Đó. Tốt nhất là các bạn lên reset lại iPhone của chúng ta, các bạn reset khôi phục lại iPhone của chúng ta về cái trạng thái ban đầu nhé, để chúng ta có thể jailbreak thành công. Các bạn có những dữ liệu quan trọng thì các bạn nên sao lưu ra trước nhé. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo cái USB boot Ubuntu ở trên hệ điều hành Windows nhé. Ok, các bạn nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé, mình đã để sẵn cái tool đó là GB Parent, thì link tải cái tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Rồi trước khi giải nén thì mình nên tắt cái phần mềm diệt virus ở trên Windows đi. Các bạn có thể là đây, các bạn có thể là mở cái biểu tượng Windows Security ở đây. Nếu các bạn không thấy có ở đây thì các bạn có thể là tìm kiếm ở đây. Các bạn gõ cho mình vào đây là Windows. Đó, nó hiện lên luôn đây này, Windows Security này. Đó, các bạn chọn vào Virus and Threat Protection. Các bạn chọn cho mình vào là Manage Setting, rồi Real Time Protection, các bạn off đi cho mình nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool này ra. Các bạn chuột phải vào cái file, chọn vào Extract Tool. Đó, các bạn điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là Full Done. Rồi các bạn bấm OK cho mình này. Ok, cái thư mục mà mình vừa giải nén ra đây, mình sẽ mở ra nhé. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái file này để chúng ta có thể là tạo cái USB boot này. Đó, còn đây là cái file mà chứa những cái dòng lệnh nhé. Đó, đây mình mở ra cho bạn coi. Mình mở bằng Notepad này. Đó, đây là file text nhé, nó chứa những cái dòng lệnh này thôi. Bây giờ mình sẽ copy cái file này vào luôn ổ C chẳng hạn nhé. Mình sẽ copy vào cái ổ C, ổ tên là Windows 10 nhé. Đó, mình copy vào đây. Mình chọn paste này, chọn continue này. Rồi cái file cuối cùng này là cái file của cái hệ điều hành Ubuntu này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắm cái USB của mình vào nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình cái USB tầm từ 8GB cho thoải mái nhé. Đó, mình sẽ cắm vào máy tính này. Rồi sau đó là mình sẽ chạy cái file này để mình có thể là tạo cái USB boot nhé. Đó. Mình sẽ mở cái file Banana Etcher này ra này. Đó, nó đã khởi động lên rồi. Bây giờ thì mình có thể là chọn cái file. Đây các bạn có thể là bấm vào Flash from file, sau đó là các bạn tìm đến cái file Ubuntu này nhé. Hoặc các bạn có thể là kéo trực tiếp cái file Ubuntu này vào đây nhé. Đó. Rồi đây thì nó đã tự chọn cái USB của mình rồi. Đó, các bạn có thể là bấm vào đây để chúng ta chọn. Đó. Nó tự chọn rồi nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là Select One này. Rồi mình sẽ bấm vào Flash này. Đó. Hiện lên cái bảng User Account Control, các bạn chọn Yes cho mình. Rồi bây giờ các bạn chờ đợi nó tạo cái USB chứa cái hệ điều hành Ubuntu nhé. Ok, như vậy là mình đã tạo xong cái USB để boot vào Ubuntu rồi nhé. Đó, đây nó đã báo là complete, là thành công rồi nhé. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy tính của mình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động lại máy tính của mình nhé, để mình boot vào cái USB. Đó, mình sẽ bấm vào Restart nhé. Rồi đúng lúc màn hình nó tắt thì chúng ta cần phải bấm cái phím
boot menu nhé, hoặc là boot option đấy, tùy theo từng dòng laptop hoặc là tùy từng hãng mà chúng ta cần phải bấm phím cho phù hợp nhé. Ở đây mình sử dụng laptop của Dell, mình bấm F12 đó, sau đó là mình sẽ chọn vào boot vào USB nhé, mình sẽ chọn vào là USB storage device, mình sẽ bấm phím di chuyển ở trên laptop nhé, để mình chọn xuống này đó, mình chọn vào USB storage device, sau đó là mình bấm enter này. Tiếp tục mình bấm enter luôn nhé. Bây giờ thì nó sẽ khởi động vào Ubuntu. Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Đến đây thì mình sẽ chọn try Ubuntu nhé, mình sẽ chạy trực tiếp Ubuntu ở ngay trên USB của mình nhé, mình sẽ không cài đặt vào máy tính nhé. Đó, chính vì vậy mình sẽ bấm vào là try Ubuntu này. Rồi các bạn để ý ở đây mình đã vào được trong Ubuntu rồi nhé, trong cái hệ điều hành Ubuntu này rồi. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn cần phải kết nối vào mạng cho mình nhé, vì tẹo nữa mình sẽ cần phải tải những cái ứng dụng về. Thì ở đây mình đã kết nối vào cái mạng dây rồi nhé, mình đã cắm dây mạng cho nó rồi. Đây mình đã cắm dây mạng cho nó rồi nhé, đây ở góc này mình đã cắm dây mạng cho nó rồi. Do cái con laptop này thì mình không thấy nó nhận mạng wifi, chính vì vậy mà mình phải cắm mạng dây vào. Các bạn nào mà sử dụng laptop mà nó không nhận wifi thì các bạn cũng có thể là cắm mạng dây vào cho mình nhé. Đây các bạn vào đây để các bạn coi này, các bạn vào cho mình cái biểu tượng tắt nguồn này, các bạn chọn vào setting này. Đó, thì ở đây các bạn có thể là biết được là chúng ta đã kết nối vào mạng này, hoặc ở đây nó có cái biểu tượng mạng dây này. Còn nếu các bạn nào mà nó nhận wifi thì các bạn có thể là vào đây để chúng ta kết nối vào mạng wifi nhé. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mở cái file mà chứa cái tệp lệnh để mình chạy nhé. Thì mình vừa lấy này mình đã cho vào cái ổ Win10 nhé. Đây các bạn ý này, cái ổ Win10 đây, mình sẽ chọn vào này. Đó, đây cái file của nó đây, đó là file pgninus này, mình sẽ tích đút vào để mình mở ra. Đó. Các bạn chú ý nhé, ở trong đây thì nó có những cái dòng lệnh như sau. Tất cả những cái dòng lệnh ở phía trên đây là để chúng ta có thể là tải được những cái ứng dụng cần thiết về. Tất cả những dòng lệnh này để chúng ta có thể tải những cái phần mềm cần thiết về nhé. Còn cái dòng lệnh tiếp theo này này để chúng ta có thể là tải được cái dữ liệu của cái PGN về. Đó. Khi chúng ta thực hiện cái dòng lệnh này thì nó sẽ tải một cái thư mục về desktop của chúng ta nhé. Còn tiếp theo hai cái dòng lệnh này để giúp iPhone của chúng ta có thể là kết nối được vào máy tính nhé, kết nối được vào với laptop của mình ấy. Còn cái dòng lệnh cuối cùng này để chúng ta có thể là jailbreak. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ mở một cái terminal ở ngay desktop nhé. Mình sẽ bấm vào là open in terminal này. Bây giờ thì mình sẽ chạy những cái dòng lệnh này nhé. Mình sẽ chạy cái dòng lệnh đầu tiên này. Các bạn cứ kích đúp vào cho mình nhé, thì nó sẽ tự chọn hết cái dòng lệnh kích đúp này. Rồi mình sẽ bấm vào chuột phải và này, chọn copy này. Rồi mình sang bên đây, mình paste vào đây nhé, mình chuột phải này, sau đó chọn paste này, sau đó các bạn bấm enter cho mình để chạy cái dòng lệnh này nhé. Đó, lệnh này mình đã chạy xong rồi, mình chạy cái dòng lệnh tiếp theo. Đó, mình bấm enter này. Tiếp theo đó thì mình cần phải bấm enter lần nữa để tiếp tục nhé. Đó. Ok, dòng lệnh này đã chạy xong nhé, mình chạy cái dòng lệnh tiếp theo này. Rồi mình bấm enter này. Rồi mình chạy cái dòng lệnh tiếp theo nhé. Thực ra cái dòng lệnh này là dòng lệnh tổng hợp, nó có thể là giúp chúng ta cài đặt tất cả những cái ứng dụng này nhé. Đó, bao gồm là Lib Utility này, Lib Tool này, rồi Lib Curl, rồi Person. Đó, còn cái chữ Y cuối cùng này này chúng ta có thể là tự động chọn vào Yes nhé. Chúng ta không phải nhập tay. Đó, mình sẽ chạy cái dòng lệnh này. Rồi mình lại Enter này. Ok, mình sẽ chạy cái dòng lệnh tiếp theo nhé. Lệnh này xong rồi này. Enter này.
Rồi xong rồi nhá, mình sẽ chạy cái dòng lệnh tiếp theo. Lệnh này để giúp chúng ta có thể là cài đặt được homebrew nhá. Cài đặt homebrew này thì khá là lâu, mình sẽ chạy tiếp này. Đó, nếu mà các bạn mà jailbreak vào buổi tối đấy thì nó khá là lâu, do buổi tối thì thường là tốc độ mạng nó chậm nhé. Rồi mình sẽ bấm vào enter nhé, mình lại enter tiếp theo này. Đó. Ok, như vậy là cái lệnh cài homebrew đã xong nhé. Cái lệnh cài homebrew thì khá là lâu đó. Rồi mình sẽ cài cái lệnh tiếp theo nhé. Đây, cái lệnh này thì mình sẽ đánh dấu như này, sau đó copy này, rồi mình sẽ paste này, rồi mình lại bấm enter này. Đó, xong rồi nhé, mình sẽ cài lệnh tiếp theo này. Enter này. Đó. Rồi cái lệnh cuối cùng của chúng ta cài đặt những cái phần mềm cần thiết nhé. Đó, đây là lệnh cuối cùng. Đó, mình bấm enter này. Cơ bản như vậy là chúng ta đã cài đặt những cái phần mềm cần thiết rồi nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tải cái dữ liệu của POGN về nhé. Đó, mình sẽ thực hiện tải cái POGN này về, mình chọn paste này. Đó, mình thực hiện luôn ở trên cái terminal này cũng được nhé, hoặc các bạn có thể là tắt đi, sau đó là các bạn mở một cái terminal mới cũng được. Đây các bạn để ý nhé, khi mà chúng ta chạy cái lệnh này thì đã có một cái thư mục POGN ở trên màn hình desktop của chúng ta rồi này. Đó. Ok, như vậy là đã xong nhé, đã tải xong cái dữ liệu của POGN về rồi. Thì bây giờ các bạn có thể là tắt cái terminal này đi. Sau đó là các bạn mở cho mình một terminal mới ở trong cái thư mục POGN này nhé. Đó, thư mục POGN này. Các bạn mở cho mình một cái thư mục, các bạn mở cho mình một cái terminal mới này. Đó. Đây các bạn để ý nhé. Đó, terminal nó được mở từ cái thư mục này nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối iPhone của mình với máy tính nhé, bằng chính cái cáp sạc của nó này. Đó, một đầu này mình sẽ cắm vào máy tính. Ở đầu còn lại này thì mình sẽ cắm vào chiếc iPhone của mình nhé. Nó hiện lên cái bảng tin cậy này thì mình sẽ bấm là tin cậy nhé. Rồi trên máy tính thì mình sẽ bấm vào là try again này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở thêm một cái terminal mới ở desktop nhé. Đó, các bạn để ý nhé, hai cái terminal này nó khác nhau nhé. Một cái terminal này thì mình được mở từ cái thư mục POGN này, còn cái terminal mới này thì mình sẽ mở từ desktop nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện hai cái lệnh. Mình sẽ thực hiện hai cái lệnh này ở trên cái terminal mở từ desktop nhé, để mình kết nối iPhone của mình với máy tính nhé. Đó, để cho máy tính của mình có thể là nhận được iPhone thì mình sẽ thực hiện hai cái lệnh này. Đó. Đấy, mình sẽ vào đây. Rồi mình sẽ bấm enter này. Tiếp tục thực hiện cái lệnh thứ hai này. Đó, paste này, enter này. Đó, như vậy là nó đã kết nối, nó đã nhận iPhone của mình rồi nhé. Đó, các bạn để ý này, nó hiện lên như này, đã nhận rồi nhé. Mình sẽ đóng cái cửa sổ này lại. Đó đây, các bạn để ý này, nó đã kết nối này với iPhone của mình rồi nhé. Các bạn giấu cho mình cái cửa sổ terminal này xuống này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái lệnh cuối cùng, là cái lệnh để chúng ta có thể là jailbreak ở trên con iPhone 6S này của mình nhé. Các bạn chú ý cho mình ở chỗ cái phiên bản iOS này, thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa theo cái phiên bản iOS ở trên iPhone của chúng ta nhé. Ở đây mình sẽ cho bạn coi thông tin con iPhone này của mình. Đó, iPhone này của mình thì nó đang chạy cái phiên bản iOS là 15.7.2. Đó. Đó, của các bạn iPhone iOS 15.6 chẳng hạn thì các bạn phải chuyển cho mình chỗ này là thành 15.6 nhá, tùy theo iPhone của chúng ta đang chạy phiên bản nào nhá. Ở đây thì mình chạy 15.7.2, mình để nguyên nhá. Rồi mình sẽ copy cái lệnh này. Rồi mình sẽ paste vào đây. Rồi.
Bây giờ thì mình sẽ đưa chiếc iPhone này của mình vào trong chế độ DFU nhé. Tốt nhất là mình sẽ đưa con iPhone này của mình vào chế độ recovery trước, sau đó là mình sẽ vào chế độ DFU sau nhé. Mình sẽ bấm giữ đồng thời phím nguồn cộng với phím home này nhé. Rồi, các bạn cứ bấm giữ cho mình, bao giờ hiện lên logo thì mình sẽ nhả phím nguồn ra nhé. Mình sẽ vào chế độ recovery trước. Đó, mình nhả nguồn ra, vẫn bấm giữ home này để mình vào recovery trước nhé. Đó, vào trong recovery này rồi, bây giờ mình lại thực hiện tiếp, bấm giữ nguồn và home để vào chế độ DFU nhé. Khi màn hình nó tắt thì mình sẽ đếm lên 3 rồi mình sẽ nhả nguồn ra nhé. 1, 2, 3, mình nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ home này. Các bạn bấm giữ home khoảng 5-7 giây đó. Rồi các bạn nhả phím home ra. Sau đó là các bạn sẽ bấm enter ở trên màn hình máy tính nhé. Ở đây mình do cái thời gian của nó cũng khá lâu nên mình sẽ đặt cái iPhone của mình như này để cho các bạn quan sát được iPhone của mình nhé. Đó. Rồi mình sẽ bấm enter này. Đó, nó đã nhận iPhone của mình ở trong chế độ DFU rồi nhé. Đây các bạn để ý nhé, nó hiện lên một cái ổ cứng này. Đó, biểu tượng ổ cứng ở giữa màn hình iPhone của mình nhé. Đó, cái đoạn này thì nó chờ cũng khá là lâu nhé, các bạn chịu khó chờ đợi nhé. Ở đây các bạn để ý nhé, như vậy là cái đoạn thứ nhất thì là nó đã xong rồi nhé. Đó, và iPhone của mình thì nó đã khởi động về cái chế độ thông thường rồi. Bây giờ nó sẽ đưa iPhone của mình vào trong chế độ recovery mode nhé. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ đưa iPhone của mình vào trong chế độ recovery mode này. Đó, đấy, nó đưa vào trong chế độ recovery mode này. Ok, bây giờ thì mình lại đưa nó vào trong chế độ DFU nhé. Mình sẽ bấm giữ đồng thời phím nguồn cộng với là phím home nhé. Khi màn hình nó tắt mình đếm đến 3 mình nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ home. 1, 2, 3 mình nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ home này. Các bạn bấm giữ khoảng 5-7 giây rồi các bạn nhả ngón tay ra nhé. Như vậy là nó đã vào trong chế độ DFU rồi. Bây giờ thì mình có thể là bấm phím bất kỳ nhá, hoặc các bạn cứ bấm enter cho mình. Bấm enter này. Đó, đây ạ. Nó chạy tiếp rồi nhá. Đó, các bạn để ý nhé, bây giờ iPhone của mình nó lại khởi động lại này. Như vậy là xong rồi nhé. Đó, nó đã xong rồi nhé. Rồi mình xem này. Đó, nó chưa xuất hiện. Nó chưa xuất hiện. Đây các bạn để ý nhé, nó vẫn chưa kết nối vào Wi-Fi. Đó, kết nối vào Wi-Fi rồi. Các bạn để ý nhé, nó vẫn chưa xuất hiện cái PUGEN nhé. Các bạn chờ một tí. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ xuất hiện PUGEN nhé. Bây giờ nó sẽ tắt màn hình đi. À đây, nó hiện lên PUGEN rồi.
Đó. Đây mình mở Pilgrim lên này. Sau đó là mình sẽ bấm vào Install nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là All the way all low này. Rồi mình sẽ bấm vào Red Spring này. Bây giờ nó sẽ khởi động lại màn hình một lần nữa này. Đó. Ok. Các bạn để ý nhá, bây giờ đã xuất hiện signal đây rồi. Mình sẽ bấm là cho phép này. Các bạn để ý ở đây nguồn đây nhá. Các bạn có thể là thêm những cái nguồn mới vào đây. Đó. Rồi ở đây gói đây thì mình có thể là cập nhật tất cả này. Rồi mình bấm xác nhận này. Rồi mình sẽ khởi động lại signal này. Đó, ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là jailbreak con iPhone 6S này, 6S Plus này, đang chạy cái phiên bản iOS từ 15 cho đến 17.2 thành công rồi nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.